Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Mấy ngày vừa qua thì thông tin về hai chiếc xe điện của VinFast ra mắt tại triển lãm Los Angeles Auto Show ở Mỹ thì anh em rất là quan tâm. Tuần vừa rồi thì tôi hơi bận một chút khi mà đi Ninh Bình để trải nghiệm i10. Sau đấy về thì cũng có một số công việc, hôm nay cuối tuần rảnh rỗi thì mới ngồi để xem lại hai chiếc xe đó, xem lại cái Los Angeles Auto Show. Và tôi muốn là chia sẻ với anh em một chút những cái thông tin về hai chiếc xe này, cũng như là chúng ta chưa có xe thật thì chúng ta review online đi, lên một số trang nước ngoài xem chị Supercar Blondie chị review xem thế nào, rồi xem một anh ở bên Hà Lan anh cũng review cũng chi tiết, khá là chi tiết nội ngoại thất của chiếc VFE 35. Tổng hợp lại một chút thì khi mà xem cái Los Angeles Auto Show thì tôi thấy là chủ yếu là VinFast dành thời gian để nói về chiến lược, về sự phát triển của họ, về thương hiệu VinFast, về chữ V nó có ý nghĩa như thế nào. Còn hai chiếc xe thì họ cũng không dành quá nhiều thời gian, có lẽ là thời lượng có hạn là một phần. Và thứ hai là chiếc xe đó thì hai chiếc xe này họ có lẽ họ sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể hoàn thiện hơn và giới thiệu một cách chi tiết hơn tới chúng ta. Và tất cả những cái thông tin về thông số kỹ thuật thì anh em có thể nhìn thấy trên mạng, hoặc là có bên VinFast thì họ cũng có gửi thông số kỹ thuật của VFE 35 và VFE 36. VFE 35 thì là một chiếc xe có kích thước dài rộng cao, nó sẽ tương đương với cả chiếc Hyundai Santa Fe. Tuy nhiên thì có một cái thông số là cái sự khác biệt của một chiếc xe điện so với xe xăng về kích thước. Đó là chiều dài trục cơ sở của chiếc xe này thì đang nằm ở mức là thậm chí còn nhỉnh hơn cả chiếc Lexus LX570. Có một cái kích thước như vậy đó là nhờ cái thiết kế của xe điện thì nó sẽ không có chiếm quá nhiều diện tích để cho hệ truyền động cũng như là động cơ, nên là chúng ta sẽ có một chiếc xe ở phân khúc nhìn thấy bên ngoài tương đương với Santa Fe thôi, nhưng mà ở bên trong thì dự kiến là nó sẽ rộng rãi hơn. Chiếc VFE 36 thì có kích thước nó sẽ ngang dài rộng cao, nó sẽ ngang với chiếc LX570. Tuy nhiên thì chiều cao của cả hai mẫu xe điện này thì sẽ hơi thấp một chút. Có lẽ cũng một phần là bởi vì cái cách thiết kế, cái vị trí đặt của cái viên pin nó sẽ sâu xuống phía dưới, nên chúng ta sẽ không thể có một cái phần gầm xe nó quá cao so với tương quan về mặt xe xăng. Đừng có ai comment ở phía dưới hỏi rằng là bây giờ có nên mua xe điện của VinFast hay không nhá. Tôi sẽ không thể trả lời được câu hỏi đó, bởi vì tất cả những chiếc xe mà chúng ta nhìn thấy là đều nhìn bằng hình ảnh, nhìn thấy ở trên mạng thôi. Còn ở ngoài đời thì chưa bao giờ nhìn thấy, và thậm chí là cá nhân tôi chưa bao giờ được ngồi lên để cầm lái một chiếc xe điện cả. Nói một chút về cái kích thước để chúng ta có thể có một cái định hình rằng là những chiếc xe của VinFast, hai chiếc xe điện của VinFast khi mà đem ra ngoài thực tế thì nó sẽ tương đương với những cái mẫu xe nào. Một số những cái thông tin khác như là phiên bản pin của chiếc E35 thì có hai tùy chọn, đi được 460 km và đi được 510 km. Đó là công bố của nhà sản xuất trong điều kiện thử nghiệm. Chiếc VFE36 là 485 km và 680 km, đều mở ngoặc là mục tiêu dự kiến. Hệ thống truyền động thì hai xe sẽ cho ra cái mức công suất là như nhau, 300 kW, 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 640 Nm. Đấy là cái khác biệt của động cơ điện. Chúng ta sẽ có một cái sức kéo cực lớn. À, nói là chưa được đi xe điện bao giờ thì không đúng. Tôi đã từng được ngồi lái thử một chiếc Tesla, không nhớ là phiên bản nào, thì đảm phát là nó kiểu nó vụt lên luôn ấy. Những cái tiêu chuẩn an toàn như là Asian NCAP 5 sao, Euro NCAP 5 sao, NHTSA 5 sao. Hệ thống túi khí, rồi các tính năng Smart Service, hệ thống tính năng hỗ trợ lái nâng cao vân vân thì rất là giống nhau. Những cái thông tin cơ bản ban đầu mà tôi nhận được chính thức từ VinFast thì là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để review xe online đi. Đầu tiên là xem chị Supercar Blondie, chị review hai con xe ở ngay triển lãm xem như nào. Chị Supercar Blondie này thì là một idol của tôi rồi. Tôi theo dõi chị này từ khá lâu. Và cái hôm mà xem triển lãm này thì thấy chị vỗ tay rất là to, rất là nhiệt tình, ngồi ở khán đài xem là vỗ tay đầu tiên. Here in LA, and we're about to see a global reveal of a brand new car company. It's called. Ui, phong cách của TikTok luôn. Chữ bán pù pù pù. You ready for this? Two brand new models. Let's see it. Michael Rocheller. Và đây là ông giám đốc thiết kế của VinFast, ông tổng giám đốc VinFast toàn cầu.
Tôi vẫn gọi vui là VFE 35 là VinFast Ninh Bình, còn VFE 36 là VinFast Thanh Hóa. VinFast Thanh Hóa hiện tại đang là chiếc xe xịn nhất bây giờ. Nhìn to, hoành tráng. VinFast is going to take over the EV world. These are all Ai ở Việt Nam mà như chị này kiểu gì cũng sẽ bị comment là không hiểu đi sự kiện kiểu gì mà đội mũ rồi đeo túi trông rắc rối thế. Đây, nhìn họ trông rất là thoải mái, tự nhiên. Chị là bên trong còn mặc áo hoodie. Không biết là cởi ra có chữ The Real giống như mấy anh em Tin Tin bây giờ hay mặc không. VinFast Vietnam. And for the first time, they have launched in the US. This is their bigger model. As we look at the design, these guys have teamed up with a company called Pininfarina. Now you guys might know this company. I've featured it on my channel so many different times. It's actually a coach builder in. Cái video này có lẽ là anh em cũng đã xem rồi, hoặc là nếu mà muốn xem chi tiết hơn thì có thể lên Supercar Blondie. Tuy nhiên thì sau khi mà xem cái video này thì tôi thấy là như này, tức là chị dành khá phần lớn thời gian là để nói về thiết kế, để nói về tầm nhìn, để nói về logo, để giới thiệu về kể cả E34 rồi là các cái cách mà VinFast đưa các cái sản phẩm xe điện của mình ra thị trường. Chứ thực ra là nói là chị đang review xe thì không đúng, bởi vì chị không dành quá nhiều thời gian để nói về xe đâu. Nói rất là chung chung, đặc biệt là chiếc E35 này. À, đây là chiếc E36, đặc biệt là chiếc E36. Đầu tiên là chị đứng ở đầu xe, chị nói về cái logo, xong nói về Pininfarina là cái studio mà thiết kế lên xe của VinFast. Xe điện của VinFast thì có một cái cách thiết kế rất là quen thuộc rồi. Một cái điểm nhận diện là chữ V ở chính giữa, xong rồi có cái đèn LED nối sang hai bên. Cái thiết kế của xe điện thì nó sẽ khác với xe xăng, đấy là nó sẽ không thể hiện được cái lưới tản nhiệt giống như động cơ xăng. Thì cái này chúng ta sẽ mất thời gian để làm quen. Sẽ có ý kiến cho rằng là nhìn nó không được cơ bắp, không được khỏe, trông nó không được đẹp. Thì tôi cũng có hoàn toàn chia sẻ với cái quan điểm đó. Tuy nhiên là chiếc E34 hay E35 thì nhìn nó hơi hiền, chứ lên chiếc E36 này thì thực sự là trông nó rất là cơ bắp, trông nó hoành tráng, đúng kiểu chất xe Mỹ. Đấy, sau đấy sang bên thân xe thì cũng chỉ nói về cái tay nắm cửa rồi nói về cái chữ V thôi, rất là nhanh, quay on shot luôn. Quay phim của chị này quay còn không chắc tay bằng quay phim của mấy xe, thế mà được tặng hẳn Audi nhỉ. Ok, thì tôi cũng sẽ phải nghiên cứu để tặng xe cho anh quay phim của mấy xe cái E36, xe Thanh Hóa. Đằng sau tiếp tục là một cái điểm nhận diện thương hiệu rất là quen thuộc của Vin. Chữ V và hai cái cánh nối từ chữ V sang hai bên bằng đèn LED. Xe này như tôi đã nói phần đầu là có kích thước ngang với chiếc Lexus LX570. Tuy nhiên chắc chắn thì chiếc xe này sẽ có chiều dài của trục cơ sở lớn hơn. Xe này sẽ nhìn nó sẽ thấp thấp, nhìn nó sẽ khá là dàn trải ra đường. Đấy, nhìn từ góc này xe rất to. Đấy, lại nói về E34, có tập trung nói về con xe này đâu, nói ở mỗi bên ngoài thôi. Đấy, đấy, nói về tầm nhìn các thứ. Đấy, nói về tầm nhìn. Sản phẩm chất lượng cao này. Giá cả hợp lý để cạnh tranh. Và hôm trước thì có ý kiến cho rằng là tại sao cứ phải lôi Tesla ra. Chính VinFast, chính ông Rockefeller, ông ấy nói rằng là VinFast sẽ cạnh tranh với những đối thủ ở trong cùng phân khúc tại nước ngoài luôn. Thì lôi Tesla ra là chuyện hoàn toàn bình thường. In California alone. 60 cửa hàng của VinFast tại California. Đấy, thông tin này thì hình như là chưa có một cái thông tin chính thức đâu, mà là chị Supercar Blondie chị nói thôi. 60 showroom của một hãng xe tại California thực sự là một con số không hề nhỏ một chút nào. Đây, đoạn này gặp anh Nas Daily. Anh Nas Daily thì anh ấy chưa có video lên. Bắt đầu chuyển sang E35 VinFast Ninh Bình.
Chắc là phiên bản cao nhất sẽ là VinFast Hà Tĩnh với FE38. Nó mở ra, nhìn cái đầu của chiếc E35 này thì nó rất là giống, nó sẽ kiểu như là chiếc E34 được phóng to lên một chút ấy. Thì nhiều anh em là chê cái đầu này này. Đúng là nhìn chưa quen bởi vì là nó sẽ không có cái lưới tản nhiệt giống như xe xăng. Nó sẽ kiểu như là chúng ta đã định vị trong đầu là cái xe nó phải như thế. Thì bây giờ đến cái xe điện nó sẽ không phải là một cái xe như thế như trong đầu chúng ta đã từng nghĩ về nó trước đó. Nên là nhìn nó sẽ hơi lạ. Đèn LED này, có hai beam này. Phía bên trên là vị trí của đèn xi nhan. Phía dưới có cả đèn sương mù nhá. Có hốc hút gió. Mâm khá to, mâm này phải rơi vào tầm 19 inch. Đấy, có thể gọi xe đến bằng chìa khóa này. Cái này tất cả là VinFast công bố ở trong cái bảng thông số kỹ thuật rồi mà anh em có thể theo dõi từ đầu video đến giờ. Thôi đi thẳng vào xe đi. Nhìn mấy chị nước ngoài review cảm giác như là họ rất là enjoy cái xe ấy nhỉ. Anh em ở Việt Nam đi sự kiện mà review trông mặt ông nào ông đấy kiểu nói như kiểu là sợ ai cướp mất, xong rồi nói kiểu thời gian nó bị giới hạn ấy. Thời gian, không gian thì giới hạn. Nhiều hôm đi sự kiện xe họ còn bật nhạc, không cho review luôn. Đấy, đến chiếc xe này nhá. Đến chiếc xe này bắt đầu mới mở ra để bước vào nội thất nhá. Đó, thì có lẽ là cái phiên bản E36 thì mọi thứ có lẽ nó đang nằm ở concept nhiều hơn là một chiếc xe thực tế. Chiếc xe thực tế mà VinFast mang đến Los Angeles Auto Show thì nó là một chiếc xe mà nhìn ở phía bên ngoài thôi. Ở bên trong có lẽ là cần thêm thời gian để hoàn thiện. Đấy, chiếc này chị mới bước vào này. Có ghế chỉnh điện nhá. Nhìn qua video này trông khá chỉnh chu. Táp lô là bằng da. Cái màn hình này thì 17 inch, nó loanh quanh sẽ 17 inch. Viền hơi dày một chút nhưng mà màn rất là to. Cần số bằng nút bấm. Cần số nút bấm kiểu này trông nó khá là cảm xúc, nó hơi nghiêng nghiêng lên. Chứ nó sẽ không cái kiểu như là trên chiếc Santa Fe. Đúng là cái gì cũng I like it. So this is the smaller version of the two, so you just xem có cửa sổ trời. Đấy, thậm chí là còn không thèm quay footage thực tế, lấy footage của hãng. Em mà được đi sự kiện như chị thì em quay footage thật hết luôn. Đang nói về thông số tăng tốc trong 5,5 giây. Cơ hai motor, xe kia thì 6,5 giây, xe to hơn, cái xe to hơn là 6,5 giây. Đi được 500 cây. Up to 680 kilometers in range. That's like five, but one reason for that is look. Phía đằng trước này thì cũng giống như kiểu của Tesla thôi, sẽ không có cái màn hình hiển thị tốc độ mà mọi thông tin nó sẽ được chuyển lên cái kính lái. Còn những cái điều khiển của xe, những cái thông tin khác thì sẽ được chuyển một cái màn hình ở phía chính giữa. Hôm trước có người comment là đến cái đồng hồ phía trước mặt không có thì lái xe kiểu gì, ai mà nhìn được sang bên phải mà theo dõi. Chắc chắn là sẽ không có chuyện đấy xảy ra, anh em yên tâm là phải có cái HUD, cái Heads Up Display. Và có lẽ tương lai của xe cộ là sẽ như thế này thôi. Thậm chí là sắp tới xe xăng cũng sẽ chuyển cái mọi thông tin lên cái HUD và bỏ cái màn hình phía trước mặt người lái, bởi vì là nhìn nó sẽ gọn, tầm nó sẽ tăng tầm nhìn lên rất là nhiều. Chắc chắn là như thế thôi. Đấy, ở sự kiện không chịu quay còn cứ dùng footage của hãng dựng 3D gửi. Đẹp thật. Cũng là VinFast Thanh Hóa các. Đẹp. Nói đến đây thì mới thấy như này, VF35 sẽ là chiếc xe mà VinFast phát triển dành cho thị trường châu Âu. Có 3 nước chiến lược, đó là Đức, Hà Lan và Đan Mạch hay Canada thì phải. Thì đó là lý do tại sao mà có một ông ở Hà Lan ông cũng review chiếc xe này. Và quan trọng hơn nữa đó là E35 là chiếc xe có vẻ là đã được sẵn sàng hơn là chiếc E36 để đưa ra thị trường rồi, khi mà chúng ta có thể xem được ở phía bên trong
nội thất với những người thật để review. Còn chiếc E36 sẽ là chiếc xe làm kiểu cơ bắp to như vậy thì sẽ phát triển dành cho thị trường nước Mỹ. Thì VinFast đang tập trung để đánh ở châu Âu trước, sau đấy thì mới đánh sang Mỹ. Đầu tiên, nhìn anh này đi, thì anh này nhìn ở trong video thì có lẽ là anh ấy sẽ cao tới khoảng 1m9, bởi vì là theo thông số của VinFast công bố thì chiếc E35 này cao 1660mm, tức là khoảng 1m66. Thì anh này anh đang đứng là vai của anh ấy còn cao hơn cả cái chiều dài, chiều cao tổng thể của xe. Thì anh này dự kiến là anh phải rơi vào 1m9. Đấy, nói như vậy để anh em có thể định hình được cái tương quan kích thước của xe khi mà mang vào thực tế. Anh ấy nói tiếng Hà Lan nhé, không hiểu đâu, dùng nhìn vào hình ảnh đâu. Lại nói về tầm nhìn, đấy, ông nào mới vào video chắc chắn đang nói về tầm nhìn, về tổng kết đấy. Nó thậm chí là còn nói về sự xuất hiện của SA, của Lắp A từ cái thời ở Paris Motor Show. Xong nói về nhà máy, robot, các thứ này. Nhìn chung ấy là trong cái lần ra mắt này thì xe, hai chiếc xe là chưa có quá nhiều thông tin, mà đa số vẫn là tầm nhìn, vẫn là giới thiệu về VinFast, về di chuyển xanh, rồi về bảo vệ môi trường. Lại Pininfarina này, giống chị Blondie. Đấy, ui, nhìn cái góc này thì thực sự là thấy chiếc E35 nó hoành tráng như thế nào. Mức giá được đồn đoán cho chiếc E... À đây, nhìn cái góc này mới thấy là cái chiếc E36 trông nó hoành tráng tới cỡ nào. Xe này mà về Việt Nam sớm thì có lẽ các đại gia Việt Nam sẽ rất là ưa chuộng đây. Và thậm chí tôi tin rằng là chiếc xe này nó sẽ được ưa chuộng tầm cỡ như kiểu LX570. Còn với dự đoán, có một số nguồn tin dự đoán là chiếc E35 thì có mức giá là nó khoảng 40.000 đô la Mỹ, tức là về Việt, nếu mà quy ra tiền Việt nó loanh quanh 1 tỷ. Còn chiếc E36 thì đang có thông tin là nó khoảng 200.000, tức là đắt gấp khoảng 4-5 lần so với chiếc E35 liền. Loanh quanh nó sẽ rơi vào khoảng 5 tỷ Việt Nam đồng. Cùng phân khúc với cả LX570 luôn ở Việt Nam. Trông to đấy, nhìn ở trên sân khấu của Los Angeles Motor Show thì trông nó hơi bé, cảm giác hơi bé. Nhưng mà nhìn ở đây hình ảnh thực tế này, chắc là đang lái xe để mang vào. Nó sẽ thấp, nó như kiểu là một chiếc Santa Fe hạ gầm xuống ấy. Đẹp đấy chứ, đẹp. Đuôi xe đẹp. Đuôi của E34 cũng đẹp, E35 đẹp, E36 đẹp. Tôi sẽ thích cái phần đuôi, tôi thích phần đuôi của ba mẫu xe điện của VinFast hơn là phần đầu. Phần đầu phải lên chiếc 36 thì trông mới đẹp. Cổng sạc điện ở phía đằng trước luôn. Bên trái, không biết bên phải có không? Như chiếc Taycan là sẽ có hai cổng luôn. Sạc nhanh và sạc siêu nhanh. Đó, nhưng mà anh ấy cũng chỉ được quay ở một chỗ kiểu cái studio vắng thôi. Đây, một người 1m9. Đoạn này là anh ấy đang chưa lùi cái ghế về sâu, nên là nhìn chân vẫn hơi trùng, đầu gối bị đẩy lên phía trên này. Nhưng mà đầu khá thoáng. Đấy, đây là hàng ghế sau. Đầu chạm rồi. Nhưng xin lưu ý anh này là 1m9 nhá. Tôi thấy như này, anh em ở Việt Nam nhiều khi cứ chê xe bé. Nhưng mà có một cái thông số là thực tế là chiều dài trung bình của nam giới ở Việt Nam đâu đó, nếu tôi nhớ không nhầm, nó đang rơi vào khoảng 1m65, 1m66 gì đấy. Nên về cơ bản thì là do cái tâm lý người Việt Nam là mua một chiếc xe là mong muốn rất nhiều thứ, nên là cứ lo xe chật, chứ người Việt Nam thấp bé nhẹ cân nhưng mà xe cứ đòi xe to, phải thật to. Ông này là anh này là 1m9, chân rất dài. Nhưng mà nếu mà có một anh 1m9 mấy như anh này ngồi đằng trước và một ông 1m9 mấy ngồi đằng sau nữa thì chắc chắn là sẽ không có cái chỗ để chân như thế này. Chắc chắn không có chỗ để chân như này, bởi vì lúc nãy ở đằng trước là ông này ông ấy ngồi đẩy lên trên, chân rất trùng. Đấy, cái đuôi này, đuôi quá đẹp. Đuôi đẹp thật sự. Anh em có thể thích thiết kế của VinFast, có thể không thích.
Tuy nhiên thì có một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được, đó là VinFast đang làm rất tốt cái nhận diện thương hiệu của mình. Anh em nhìn Lux A, Lux SA, rồi bây giờ cả 3 mẫu xe điện đều nhận diện cực tốt cả phần đầu và phần đuôi. Và một hãng xe mới ra, mới xuất hiện trên thị trường thì cái việc có một cái nhận diện thương hiệu tốt là một điều vô cùng quan trọng. Nhìn chung là thông tin về xe thì nó rất là ít, và những gì mà chúng ta nói với nhau ngày hôm nay thì đa số nó tới từ những cái thông số mà nhà sản xuất công bố, cũng như là nhìn một số những cái hình ảnh trên mạng mà thôi. Anh em nghĩ sao về hai chiếc xe điện mới của VinFast, và nghĩ sao về sự ra mắt của hai mẫu xe điện này tại một triển lãm mô tô danh tiếng hàng đầu thế giới trên đất Mỹ luôn? Anh em có kỳ vọng gì về những mẫu xe trong tương lai của VinFast? Thì hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên VxE. Xin chào và hẹn gặp lại.